Xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với kênh Bá Tiến Vlog. Và mình là Tiến đây. Ok, ở video ngày hôm nay thì mời các bạn sẽ cùng theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với chương 188, tựa đề Vũ Hồn. Cái mũi thẳng tắp, lông mày thưa thớt, gò má hơi chảy xệ, đôi mắt lam nhạt. Zillingus nhìn mình trong gương, xem đi xem lại, từ trên xuống dưới mấy lần. Chắc chắn rằng gã trông không khác gì người đàn ông đang bất tỉnh kia. Sau khi thử làm mấy động tác theo thói quen của ông ta, gã cúi người, kéo người đàn ông qua một bên, nhét vào trong tủ treo trên quần áo. Sau đó gã vươn tay phải ra, rắc một tiếng bẻ gãy cổ người đàn ông này. Lấy khăn lau tay, Zillingus đóng cửa tủ quần áo lại. Gã thong thả bước tới trước gương lần nữa, mặc thêm áo vest hai hàng cúc màu đen thắt nơ. Sau đó lấy một bình nước hoa màu hổ phách, xịt vài giọt lên cổ tay rồi chà sát lên người. Soi gương chải chuốt đầu tóc, Zillingus ra khỏi phòng, tiện tại khép cửa lại, nói với cả quản gia đang chờ ở ngoài: "Không cho bất kỳ ai đi vào phòng của tôi nữa chưa? Bên trong này có đồ vật quan trọng đấy." "Vâng, thưa nam tước Grammer." Quản gia tóc muối tiêu đưa tay lên ngực, khom mình nói: "Xe ngựa và người hầu đi theo ngài thì đang chờ ở lầu rồi đấy à? Thiếp mời của công tước Negan cũng ở đó rồi à?" Zillingus giữ vững phong thái nam tước, nhẹ nhàng gật đầu trong sự săn sóc của quản gia, tư thế ngạo mạn bước về phía cầu thang. À, một nam tước nợ nần ngập đầu, ngay cả người hộ vệ bình thường cũng không thể nỡ thuê, vậy mà vẫn giữ lại một người quản gia, hai người hầu nam thân cận, hai hầu gái hạng nhất, bốn hầu gái hạng hai, hai nữ lao động giặt quần áo, một người đánh xe ngựa, một người chăn ngựa, một người làm vườn, một đầu bếp, một phụ bếp. Đối với cả những quý tộc ngu xuẩn này thì quả thật thể diện quan trọng hơn mọi thứ, lại còn khiến ta phải lãng phí thời gian đi học những từ đơn phát âm điên rồ và cái gọi là giọng điệu quý tộc. Zillingus khinh thường, lạnh lùng thầm nghĩ trong lòng. Bách Lan, khu Jowood. Trong một căn hộ nhỏ hẹp nào đó, Húc Điệt Trác ngồi xếp bằng trên giường, nhìn qua Phil Will đang đọc tiểu thuyết trong ánh sáng từ cửa sổ, nói: "Thật khiến người ta tuyệt vọng làm sao, Zillingus chẳng để lại chút manh mối nào cả. Từ đầu đến cuối không thể điều tra được đến tột cùng hắn muốn làm gì ở Bách Lan này. Các cô dự định làm theo kế hoạch, nhờ người khác báo cảnh sát, cũng âm thầm gửi thư cho cục cảnh sát, miêu tả kỹ càng hiện trường đáng sợ của vụ án giết người và nghi vấn Zinungers phạm tội. Phản ứng của thuật cảnh sát thì không ngoài dự tính của các cô. Họ vô cùng cẩn thận, trực tiếp chuyển vụ án này cho đội trưởng của ngũ của kẻ trừng phạt. Chỉ có một ngày thôi, chuyện trung tướng Jolok Tillinghus lẻn vào Bách Lan đã được truyền tới từng tiểu đội thi hành luật pháp rồi. Húc và Phil cũng rời khỏi nơi họ ẩn nấp và trốn tránh ở cuộc điều tra này. Các cô cũng không hy vọng được mời về cục cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Dù là thành viên của đội ngũ kẻ trừng phạt hay kẻ gác đêm và trái tim máy móc, đều căm thù những người phi phàm không thuộc về một tổ chức chính thức, coi họ là tội phạm tiềm ẩn. Cho nên Húc và Phil không chỉ trốn tránh sự truy tìm của Zylengus, mà còn phải tránh né đội ngũ những người thi hành luật pháp kia. Nếu chúng ta có thể dễ dàng điều tra ra được mục đích của hắn, Zylengus đã sớm ngồi yên mà đẹp rồi. Trước bia mộ chắc chắn cũng đã xanh cỏ rồi." Phil không chút lo lắng đáp: "Cái chúng ta cần là kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ cần tiếp tục điều tra theo cái đà này thôi, Zillingus chắc chắn sẽ phạm sai lầm. Không thể không nói, vật phẩm thần kỳ có thể biến thành dáng vẻ của người khác, đúng là khiến người ta ao ước quá trời." Húc ôm đầu gối, nhìn về phía cửa sổ nói: "Tớ chỉ đang lo lắng Zillingus sẽ hành động trong thời gian ngắn thôi. Sau đó chớp thời cơ, trước khi tất cả mọi người kịp phản ứng, thoát khỏi Bách Lan. Nếu vậy không biết lúc nào tớ mới có thể thăng cấp lên danh sách 8 đây, càng không nói tới danh sách 6, danh sách 5. Cô dừng mấy giây, suy nghĩ xuất thần, hạ giọng nói: "Càng không biết được lúc nào mới có thể lấy lại được những thứ thuộc về gia tộc cơ. Tớ không được gặp em trai gần một năm rồi đấy." Phil trấn an, cười nói: Cho cậu hoàn thành nhiệm vụ này, cho phép tớ đưa những trải nghiệm của cậu vào cốt truyện nhé. Nhất định sẽ vô cùng đặc sắc và thú vị đấy. Chạc, thật ra tôi nghĩ tiểu thư Ajay rất hào phóng. Cho dù mọi chuyện kết thúc như thế nào thì cô ấy cũng sẽ cho chúng ta một món tiền thưởng hậu hĩnh. Dù sao chúng ta cũng đã bận rộn lâu như vậy rồi. Và lại chúng ta cũng đã ép Zinungers chủ động xuất hiện mà. Hy vọng như cậu nói. Hey, vì sao tớ lại không gặp được cơ hội bất ngờ nào nhỉ? Húc vò vò mái tóc ngang vai của mình. Phil hơi cau mày nói. Trong thế giới siêu phàm này, gặp gỡ cơ hội bất ngờ thường đi kèm nguy hiểm đấy. Cho tới giờ tớ vẫn chưa biết tiếng lẩm bẩm lúc trăng tròn kia rốt cục đại diện cho điều gì. Có thể tạo thành biến hóa không tốt gì không? Hay, những cơ hội bất ngờ không có nguy hiểm cũng có đấy, nhưng vô cùng hiếm có. Nguyện vọng của cậu khó mà thành sự thật được đâu. Trừ khi chúng ta có thể được thần linh chính thống quan tâm, hoặc được một đơn vị tồn tại bí ẩn thiện trí nào đó chú ý. Nhưng mà chúng ta rất khó phân biệt đấy có phải là tà thần ác ma ngụy trang hay không. Húc thẳng lưng, vẽ một mặt trăng đỏ rực trước ngực nói. Xin nữ thần phù hộ tôi. Trong biệt thự của công tước Negan ở khu hoàng hậu Bách Lan, một buổi dạ tiệc vũ hội long trọng đang được tổ chức. Nơi này chia làm hai khu vực. Một là đại sảnh khiêu vũ ở tầng trệt, được lát bằng những phiến đá khắc đầy hoa văn phức tạp và hoa lệ. Ở một góc khuất của dàn nhạc ưu tú của riêng công tước, dọc theo cầu thang đại sảnh đi lên là tầng 2. Có một hành lang vòng quanh. Các vị khách cầm chén rượu đứng trước lan can, nhìn xuống những người khiêu vũ ở dưới, cũng gần giống với cả vị trí khán đài thưởng thức đấu kiếm. Thỉnh thoảng có quý ông đến trước mặt các cô tiểu thư hoặc phu nhân, mời các quý cô này cùng nhảy. Nếu được sự đồng ý thì hai người sẽ khoác tay xuống cầu thang, đi vào trong đại sảnh. Ở một đầu hành lang khác thì không gần đại sảnh, có một dãy phòng nghỉ dành cho khách khứa. Trong đó, sau hai cánh cửa lớn là một hành lang, hai bên đặt hai phòng tượng thạch cao đứng thẳng của hai vị tổ tiên gia tộc Negan. Đi tới cuối hành lang sẽ trông thấy một khu vực khác của bữa tiệc. Ở đây cũng là một đại sảnh, có đặt nhiều chiếc bàn dài, trên đó bày biện thức ăn ngon và rượu hảo hạng. Một dàn nhạc khác của riêng công tước Negan đang chơi những bản nhạc du dương và thư thả. Trong đại sảnh này, các vị khách quý đang tụ tập, người đứng người ngồi cùng trò chuyện. Những người muốn trốn tránh ồn ào náo nhiệt thì một lúc đã đi ra ở ban công rồi, ngắm cảnh đẹp trong vườn hoa và mặt trăng đỏ trên bầu trời. Sau khi nhảy xong màn khiêu vũ mở đầu, Adair đứng trên tầng 2 của đại sảnh khiêu vũ, ngẩn ngơ nhìn chiếc đèn thạch anh to lớn treo trên nóc sảnh và những ngọn nến đến đỏ. Nhưng sau đó phát hiện không ít người dục dịch muốn tới mời mình khiêu vũ. Cô nhanh trí rời khỏi nơi này, bước vào hành lang dẫn tới phòng ăn. Thật chẳng thú vị thế nào cả, nhưng không thể không tham dự được. Hey, họ không thể để mình yên ổn đứng quan sát ở đó sao? Không thể không nói, có vài người biểu hiện rất phong phú khi đi khiêu vũ nhé, khiến mình nghĩ tới những con vật khi tìm bạn tình vậy. Ajay cúi đầu nhìn mũi chân của mình, nhàm chán bước một bước. Đúng lúc đó, khóe mắt của cô trông thấy một bóng người tới gần, vội vã thả chậm bước chân, thẳng lưng, trong nháy mắt trở thành tiểu thư Ajay nhã nhặn và điềm tĩnh. Xin chào, nam tước Grammer. Ajay nở nụ cười hoàn mỹ, chào hỏi không chút sai sót gì cả. Nam tước Grammer, lông mày thưa thớt và đôi mắt lam nhạt mỉm cười, chào lại. Xin chào, hầu tiểu thư, quý cô là viên đá quý sáng giá nhất, chói mắt nhất buổi dạ hội này. Sau khi tán gẫu vài câu, nam tước Grammer đi về phía sảnh vũ hội, còn Ajay thì tiếp tục đi tới phòng ăn. Đi vài bước, cô đột nhiên nhíu mày, trong đôi mắt xanh biến tràn đầy nghi hoặc. Nam tước Grammer không giống thường ngày cho lắm nha. Trước kia, ông ta nhìn thấy những tiểu thư và phu nhân tương đối xinh đẹp, có địa vị cao hơn mình, ánh mắt đều liếc ngang liếc dọc, không dám nhìn thẳng, sau đó sẽ không ngừng nhìn trộm. Nhưng hôm nay ông ta trông rất tự tin. Còn nữa, mùi nước hoa của ông ta cũng không đúng. Trước kia, khi tham gia vào bữa tiệc, mùi nước hoa của ông ta là nốt hương cuối, xạ hương tinh khiết mà thoang thoảng, khiêm tốn lại cao quý. Nói cách khác, ông ta sẽ xịt nước hoa trước khi đi dự tiệc mấy tiếng đồng hồ cơ, để điều hòa trước. đến khi bắt đầu bữa tiệc nước hoa sẽ bay hơi bớt đi. Nhưng vừa rồi trên ngực của ông ta là mùi nốt hương giữa của nước hoa hậu phách, nồng nàn và tao nhã. Nước hoa thường có các nốt hương là nốt hương đầu, mùi hương bật ra ngay lập tức, vài giây sau khi xịt, tạo ấn tượng quan trọng đầu tiên cho người sử dụng. Nốt hương giữa tỏa sau khoảng 15 phút, sau khi nốt hương đầu tiên tán ra, tạo mùi đặc trưng cho nước hoa. Nốt hương cuối xuất hiện hòa trộn với nốt hương giữa khi nốt này gần tiêu tan đi. AJ bước chậm dần. Là một khán giả đã tiêu hóa hoàn toàn ma dược rồi, cô có sự nhạy cảm với chi tiết mà những người phi phàm khác không thể so sánh được. Bỗng, cô nghĩ tới một khả năng. Đôi mắt xanh biếc, long lanh, trở nên chăm chú. Có phải là Zillingus giả mạo không? Đói khát ngọ nguậy có thể cho người ta năng lực biến thành dáng vẻ khác. Ajay càng nghĩ càng thấy khả năng này hợp lý. Trái tim bỗng thắt lại, vừa cuống cuồng vừa bối rối. Nếu thật sự là trung tướng Jolok, gã muốn làm gì đây? Đáng tiếc, không thể mang sushi tới tham dự buổi vũ hội này, bằng không có thể để nó bí mật quan sát nam tước Grammer một chút. Không được, mình nhất định phải nhắc nhở cha mình thôi. Vừa nghĩ, Ajay vừa tăng tốc đi tới phòng ăn, tìm Bá tước Khâu đang tán gẫu với những chánh văn phòng nội các. Chánh văn phòng là người chỉ đạo điều hành toàn bộ các hoạt động của văn phòng, sắp xếp tổ chức bộ máy văn phòng theo quy định. Nội các, thủ tướng chính phủ và các bộ trưởng cấp cao khác thuộc về ủy ban ra quyết định tối cao, còn được gọi là nội các. Cô vẽ ra nụ cười không chút thiếu sót, đi tới ôm cánh tay Bá tước Khâu, nói với cả những người khác: "Thưa các ngài, tôi có thể mượn Bá tước Khâu vài phút được chứ?" "Tiểu thư xinh đẹp, đây là đặc quyền của cô mà." Mấy quý ông đều thân thiện đáp lại. Ajay kéo Bá tước Khâu đi tới ban công gần nhất, tìm một góc yên lặng vắng vẻ. Cô nói với cả cha của mình, trung niên mập mạp: "Cha, con có một chuyện muốn bảo cha biết này." Bá tước Khâu ban đầu cười cưng chiều, nhưng sau đó thấy con gái tỏ ra vô cùng đứng đắn, cũng trở nên nghiêm túc hơn. "Chuyện gì vậy con?" "Vừa rồi con gặp nam tước Grammer, nhưng ông ta có một vài chi tiết không giống trước đây. Ví dụ như mùi nước hoa trên người của ông ta là nốt hương giữa của nước hoa hổ phách, trước kia là nốt hương cuối. Ví dụ như..." Ajay nói ra những đặc điểm khác biệt mà mình quan sát được, nhưng điều này có thể giải thích được bằng sự nhạy cảm và tính cẩn thận. Sau khi kể lại mọi chuyện, cô cân nhắc bổ sung: "Con nghe tiểu tước Greening đề cập tới trung tướng Jolok Tillinghus có năng lực biến hóa thành dáng vẻ của người khác. Chẳng phải gần đây gã đang ở Bách Lan sao?" Bá tước Khâu yên lặng nghe xong, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng khác thường. Nhưng rất nhanh sau đó, ông mỉm cười an ủi con gái đang có vẻ hoảng hốt: "Cha sẽ giải quyết. Con nên tìm mẹ con đi, ở cùng với cả bà ấy. Bà ấy đang ở trong phòng nghỉ của đại sảnh đấy." "Vâng." Ajay ngoan ngoãn gật đầu. Trên đường đi tới phòng nghỉ, cô quay đầu nhìn cha mình một cái, thấy Bá tước Khâu đang nhỏ giọng trao đổi gì đó với cả một vị quý tộc khác, vẻ mặt khá nghiêm túc. Trong lòng của Ajay lại không yên, cảm thấy mình nhất định phải làm chuyện gì đó để cha, mẹ và anh trai tránh bị nguy hiểm. Nhìn quanh một vòng, cô thay đổi phương hướng, rời khỏi phòng ăn, đi về một phía hành lang quen thuộc, tìm được phòng cầu nguyện nhỏ của gia đình công tước Negan. Cô đẩy cửa vào, khóa trái cửa lại, nhìn biểu tượng của chúa tể bão táp phía trước, vô thức tìm một góc tối yên tĩnh. Sau đó cô dùng tiếng Hermes cổ đọc: "Hỡi kẻ khờ không thuộc về thời đại này, ngài là chúa tể thần bí phía trên màn sương xám, ngài là vị vua hằng hắc chấp trưởng vận may." Chương 189: Khẩn cầu và đáp lại. Thành phố Tingen, phố Hoa Thủy Tiên. Clint đang thảo luận về vở kịch thịnh hành nhất hiện nay với anh trai Benson và em gái Melissa, cũng chân thành mời họ tối chủ nhật tuần sau tới nhà hát lớn để thưởng thức. "Em thấy trên báo chí đã viết hết giấy mực rồi. Bá tước trở về chắc chắn là vở kịch đáng tiền nhất hiện nay. Đã được công diễn mấy chục buổi ở Bách Lan rồi. Buổi diễn nào cũng đông nghịt người. Em cho rằng chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội này." Các loại hình giải trí thiếu thốn khiến Klin không muốn bỏ lỡ chút nào cả. Dù sao đời trước hắn cũng thường đón xem những bộ phim mới nhất. "Đương nhiên, nếu không phải vì muốn giữ gìn hình tượng, ta càng muốn tới quán bar đánh bia hơn. Chà, thuê sân tennis Cũng không tệ nha. Cái này có thể cân nhắc được. Đây là một trò giải trí lúc rảnh rỗi của giai cấp trung lưu. Với tình trạng thân thể ta hiện tại thì chỉ cần không gặp phải người vi phạm khác giam ra thôi, có thể thoải mái đối đầu với những phần lớn đối thủ. Được rồi, tạm thời cũng chỉ có thể tưởng tượng trong đầu thôi. Buổi sáng phải điều tra những người và sự vật liên quan tới Leonard lần nữa. Buổi chiều luyện tập cận chiến. Trạng vạng trước khi trở về còn phải điều tra một phần những ngôi nhà của ông khói đỏ nữa. Ta thật sự là một người bận rộn mà. Clint tự an ủi, tìm niềm vui trong gian khổ. Thấy Benson đã xuôi rồi, Melissa còn có chút do dự. Hắn mỉm cười nói thêm. Nghe nói vai phụ được hâm mộ nhất trong Bá Tước trở về là một vị kỵ sĩ cơ khí thiên tài đấy. Được rồi, bất kể thế nào, dù sao cũng phải tới nhà hát để xem kịch một lần mới được. Melissa mím môi, vô cùng miễn cưỡng gật đầu, nhưng ánh mắt lại sáng như sao vậy. Clint đang chờ đáp lại, bên tai bỗng vang lên tiếng nói nhỏ lầm rầm, vì thế mà hắn bị choáng váng mất mấy giây. Có người đang khẩn cầu ta sao? Hắn giấu tay phải ra sau lưng, khẽ cười nói. Vậy em sẽ kiên nhẫn chờ tới ngày mà bán vé. Được rồi, em phải về phòng ngủ và làm một bản báo cáo đây. Anh và Melissa cũng phải lặn xuống đại dương tri thức đây. Hy vọng đừng chết chìm trong đó. Benson cười bông đùa, quay lại ngồi vào bàn ăn cùng với cả Melissa. Clint lầu bầu hai câu, khóa trái cửa phòng ngủ, dùng bức tường linh tính phong tỏa cả căn phòng. Sau đó đi ngược 4 bước, đọc câu chú, đi lên trên màn sương xám. Trên cung điện nguy nga như chỗ ở của người khổng lồ, bóng dáng của hắn bỗng hiện ra ở vị trí cao nhất của chiếc bàn dài bằng đồng. Trong đôi mắt phản chiếu một ngôi sao đỏ thẫm đang liên tục co vào phình ra. Clint nâng tay phải lên, linh tính trào ra, chạm vào ngôi sao tượng trưng cho chính nghĩa kia. Trong chốc lát, hắn nhìn thấy một hình ảnh mờ ảo, vặn vẹo, trông thấy tiểu thư chính nghĩa váy dài cung đình, mặc áo màu trắng gạo, ngồi trên chiếc ghế trong một góc u ám, hai tay đan chéo, trán cúi thấp chống trên tay. Cùng lúc đó, một giọng nữ trong veo, hơi có vẻ non nớt và căng thẳng, hư ảo và vang vọng. Hỡi kẻ khờ, không thuộc về thời đại này, ngài là chúa tể bí ẩn trên màn sương xám, ngài là vị vua hắc hoàng chấp trưởng vận may. Tôi khẩn cầu ngài chú ý, khẩn cầu ngài rủ lòng nghe. Trong buổi vũ hội do công tước Negan tổ chức, tôi gặp một người có vẻ như là Zinungers, gã ngụy trang thành nam tước Grammer, mục đích không rõ. Tôi phát hiện ra hôm nay, nam tước Grammer có vài chi tiết nhỏ khác với ngày thường. Điều này khiến tôi liên tưởng đến món vật phẩm thần kỳ có năng lực làm người khác thay đổi hình dáng của Zillingus. Clint chăm chú lắng nghe, cẩn thận xem xét, rốt cục hiểu rõ chuyện mà tiểu thuyết chính nghĩa miêu tả. Zillingus thế mà dám nhờ năng lực đặc biệt đói khát ngọ nguậy lẩn vào vũ hội của công tước Negan sao? Nhưng hắn không ngờ tới là có một vị tiểu thư quý tộc nào đó là khán giả, nhớ kỹ đặc điểm trước kia của nam tước Grammer, thế là vô tình bị bại lộ. Gã này muốn làm gì vậy? Còn ta thì lại nên làm thế nào bây giờ? Mấy ngày gần đây, ta thử nghiệm làm nghi thức hiến tế mà không dùng tới vật liệu có linh tính. Phát hiện có thể tạo ra một cánh cổng giống với cả cánh cổng triệu hồi, nhưng không tài nào mở ra được. Đang muốn tìm thời gian đi chợ giao dịch để mua một vài vật liệu có linh tính để thử nghiệm lần thứ hai. Tiểu thư chính nghĩa tham gia vũ hội chắc chắn sẽ không mang vật liệu có linh tính bên người. Glenn trầm tư mười mấy giây, bắt đầu đáp lại lời khẩn cầu của chính nghĩa. Trong phòng cầu nguyện ở biệt thự của công tước Negan, Ajay lặp đi lặp lại lời cầu khẩn mấy lần, rốt cục dừng lại, sửa sang váy áo, bước nhanh ra cửa. Cô biết mình không thể biến mất quá lâu, nếu không sẽ khiến cha mẹ lo lắng, từ đó phán đoán sai tình hình, sẽ có hành động sai lầm. Đứng sau cánh cửa, Ajay hít một hơi thật sâu, mang theo tâm tình thấp thỏm và bất an, vươn tay phải đeo con tay màu trắng, mở cánh cửa khóa trái ra. Rời khỏi phòng cầu nguyện nhỏ, cô bước dọc theo hành lang trở về phòng ăn. Khi thấy những vị khách đang cầm ly rượu, cầm khay ăn càng ngày càng gần, mắt cô đột nhiên hoa lên, phát hiện bốn phía tràn ngập sương mù mờ ảo. Trong màn sương mù xám trắng dày đặc kia là một chiếc ghế lưng cao cổ. Trên ghế là một vị tồn tại bí ẩn, không thể nhìn rõ khuôn mặt và dáng người, nhìn xuống hết thảy. Ngay kẻ khờ Ajay suýt nữa thì mừng rỡ bật thốt lên rồi. Ngay sau đó, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc. Ta đã biết. Tiếng nói này còn đang vang vọng, xương xám đã biến mất rồi. Trước mắt của Ajay vẫn là từng dãy bàn dài, bàn đồ ăn và rượu, vẫn là cảnh tượng ăn uống linh đình như trước. Thấp thỏm và bất an trong lòng bỗng tan biến. Cô vô thức thẳng lưng, tự nhiên nhìn xung quanh, bước chân nhẹ nhàng đi qua phòng ăn, đi tới khu phòng nghỉ. Trên màn sương xám trong cung điện nguy nga, đáp lại tiểu thư chính nghĩa xong, Clint bắt đầu cân nhắc làm sao truyền tin tức này cho người trong ngược. Chắc chắn ta không thể tự mình thuật lại mọi chuyện được, sẽ mất hình tượng. Nào có vị tồn tại bí ẩn nào tự biến mình thành cái loa đâu. Hắn ngẫm nghĩ mấy chục giây, bỗng lại ra ý tưởng, tái hiện lại hình ảnh và lời khẩn cầu vừa rồi của tiểu thư chính nghĩa, biến thành một đoạn phim bị làm mờ vậy. Chỉ tay một cái, Clint chuyển đoạn phim lặp đi lặp lại này vào ngôi sao màu đỏ tượng trưng cho người trao ngược. Bách Lan, khu Jogus, đại giáo đường Thánh Phong. Trong một gian phòng đơn sơ mộc mạc nào đó, người trao ngược Arkis Wilson đang nghiên cứu báo cáo điều tra. Mấy ngày gần đây, ý định tìm ra dấu vết của trung tướng Jolok Tillinghus trong đó. Trách bên tay phải, bày một chồng giấy chi chít những ký hiệu lảng ngoảng. Lúc Arkis ngả người về sau, lấy tay xoa mắt, hắn bỗng phát hiện ra tầm mắt của mình trở nên mơ hồ hơn, hiện ra sương mù xám trắng dày đặc. Trong không gian đầy sương mù vô tận này, chỗ sâu có một chiếc ghế lưng cao vĩnh viễn đứng sừng sững ở đó. Trên ghế loáng thoáng có một bóng người đang ngồi. Ngay kẻ khơ Arkis vừa nảy ra ý nghĩ này thôi, đã nhìn thấy trong sương mù xám trắng mông lung có thêm một bóng người mơ hồ mặc váy cung đình dài. Cô ta giữ nguyên tư thế cầu nguyện, không ngừng nói: trong vũ hội do công tước Negan tổ chức, tôi gặp một người có vẻ như là Zillingus, gã ngụy trang thành nam tước Grammer, mục đích không rõ. Arkis đầu tiên là giật mình, rồi chợt tỏ ra vui mừng ngạc nhiên, đưa tay ôm ngực, cúi thấp đầu, ca ngợi ngay kẻ khờ. Hắn còn chưa dứt lời thì hình ảnh và âm thanh bỗng nhiên biến mất không còn gì cả, tựa như chưa từng xuất hiện vậy. Nhìn chiếc bàn có đặt một tờ nhật ký của Russell và bản báo cáo điều tra, con người của Arkis co lại. Một lần nữa cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ của kẻ khờ. Nơi này chính là đại giáo đường Thanh Phong, đã từng là trụ sở chính của giáo hội Bão Táp. Mặc dù đây đã là chuyện của hơn 1000 năm trước rồi, nhưng các tín đồ vẫn coi nó là một trong những thánh địa như trước. Vậy mà ngay kẻ khờ im hơi lặng tiếng, giáng xuống và đáp lại. Trầm mặc mấy giây, Arkis cầm đồ lên, quay người đi ra ngoài. Hắn muốn đi tìm một trong những hồng y giáo chủ của giáo hội Bão Táp, tổng giám mục giáo sư Bách Lan, người ca hát của thần Acenex. Đối với cả Arkis Wilson, tự tay giết chết trung tướng Jolok là tốt nhất, nhưng nếu không làm được thì có thể chắc chắn gã đã chết cũng chấp nhận được. Sau khi chuyển lời của tiểu thư chính nghĩa cho người trong ngược, Clint rời khỏi không gian thần bí trên màn sương xám về phòng ngủ của mình. Hắn không vội vã dỡ bỏ bức tường linh tính mà ngồi vào trước bàn đọc sách, trải một tờ giấy ra, cầm bút máy bắt đầu viết thư. Dựa vào tin tức tình báo khẩn cấp em nhận được, Zillingus nhờ năng lực của người chăn cừu biến thành bộ dạng của nam tước Grammer, lẩn vào vũ hội của công tước Negan, tạm thời không rõ mục đích của gã. Clint cũng không lo bị thầy Arkos nghi ngờ mình, nghi ngờ tại sao mình đang ở thành phố Tingen mà lại nhanh chóng biết được chuyện vừa xảy ra ở Bách Lan, bởi vì thế giới này có điện báo mà. Em không rõ thầy cảm ứng được hay không, hoặc là cảm thấy thú vị với cả chuyện hay không, nhưng em cho rằng em cần phải báo cho thầy biết. Clint viết xong rất nhanh, gấp tờ giấy viết thư lại. Sau đó, hắn lấy chiếc còi đồng cổ xưa, đưa lên miệng, phồng má lên, thổi mạnh một cái. Người đưa tin hư ảo bằng xương trắng to lớn khủng bố lại xuất hiện một lần nữa. Đứng sừng sững ở đó như cũ, không thèm để ý đầu của mình chui vào trong nóc nhà chút nào cả. Clint dằn lòng không sử dụng năng lực của tên hề để biến bức thư nào thành phi đao cả, mà thành thật đưa thư cho người đưa tin. Lại thổi còi đồng. Kết thúc triệu hồi, Clint bình tâm lại, ngẫm lại một lần nữa những sự việc vừa rồi. Trước mắt, những việc hắn có thể làm chỉ là những chuyện như vậy thôi. Mặc dù Clint cũng có thể nhờ nghi thức triệu hồi mang theo bùa chú viêm dương tự mình tới Bách Lan, nhưng chuyện này một là quá nguy hiểm. Zinungers là phong quyền giả danh sách 6, trên người còn có vật phong phẩm. Trên người còn có vật phẩm thần kỳ đói khát ngọ ngoại. Hai là quá phiền phức, trước tiên còn phải mang bùa chú viêm dương lên màn xương xám. Ba là rất dễ phá hoại hình tượng, cho nên hắn lý trí bỏ qua ý định này. Thật ra, vấn đề cũng không lớn. Công tước Negan là một quý tộc lớn nhất ngoài hoàng tộc, là ông trùm đứng sau đảng bảo thủ. Trong những người tham gia vũ hội hôm nay, chắc chắn không thiếu quan to đâu. Nếu nói không có người phi phàm mạnh mẽ bảo vệ, ta là người đầu tiên không tin. Zinungers là kẻ thứ hai. Chợt, nếu không cân nhắc tới yếu tố này, gã đã không cần ngụy trang lẻn vào. Tiểu thư Chính Nghĩa đã sớm phát hiện được rồi. Để các quý tộc có sự chuẩn bị, mọi chuyện sẽ không quá nghiêm trọng đến mức mất khống chế đâu. Không biết tốc độ người đưa tin của thầy Arkos đến cùng cao đến đâu. Nếu có thể xuyên thẳng qua linh giới, thầy ấy còn có hy vọng kịp tham dự bữa chính. Nếu chậm gì, giống người đưa tin của cô Daily thì cũng chỉ có thể đợi sau này đọc tin tức đoán chân tướng mà thôi. Lên khẽ gật đầu, rồi quyết định ném chuyện này qua một bên. Dù sao hắn cũng không thể làm gì được thêm cả. Chương 190, phối hợp năng lực. Biệt thự công tước Negan, đại sảnh vũ hội. Zillingus giải trang thành nam tước Grammer, đang nâng một ly rượu nho ôm mưu đỏ tươi, nhàn nhã dựa người ra sau lan can tầng 2, thưởng thức nam nữ trong sàn nhảy và những tiểu thư phu nhân phục sức lộng lẫy. Nhưng trong mắt của gã không nhuốm chút nào ham muốn cả, yên tĩnh như mặt hồ kết băng vậy. Thì thoảng gã lại dùng khóe mắt liếc qua đèn chùm cực lớn bằng thủy tinh treo trên nóc phòng, dựa vào đó lia nhanh các công tước Negan đang bám chặt mắt vào từng bóng hồng xinh đẹp. Vị công tước này mặc quân phục thượng tướng hải quân màu lam đậm phẳng phiu, trên vai có băng lụa đỏ nối liền từng tấm huân chương vinh dự. Chỉ cần là trường hợp chính thức thôi, ông ta đều thích ăn mặc như vậy, dùng nó để tưởng niệm kiếp sống quân nữ huy hoàng vài thập niên trước của mình. Tuy nhiên, phần eo ông ta đã sớm căng đầy rồi, trên người đã đầy thịt mỡ rồi, con ngươi màu lam xám sắc bén khôn khéo chỉ còn lại sự đục ngầu và dục vọng. Nhưng vì được chăm sóc tốt, nếp nhăn trên mặt, khóe mắt, miệng và trên trán của ông ta khá là ít, mái tóc vẫn còn đen dài. Đây chính là Palace Negan, công tước Negan đời này, người ủng hộ chủ yếu vào đảng bảo thủ. Anh trai thủ tướng Agassiz, một trong ít số người quyền thế và giàu có bậc nhất của vương quốc Rue này. Đồng thời, ông ta cũng là mục tiêu của Zylengus khi bí mật đột nhập Bách Lan. Ám sát một nhân vật lớn như vậy thật khiến người ta hưng phấn tới mức toàn thân run rẩy. Zylengus nhắm mắt lại. Gã đồng ý nhận ủy thác lần này, một phần về đối phương đưa giá tiền đủ hấp dẫn, một phần về bản thân gã yêu thích mạo hiểm, thích hưu chiến việc có độ khó cao. Nếu ám sát thành công, danh tiếng của ta sẽ truyền khắp hai lục địa Nam Bắc, vượt trên cả tứ vương. Hơn thế nữa, ta còn lấy được một lá bài, một trong những lá bài ẩn chứa bí mật của thần do Russell đại đế tạo ra. Zillingus kiềm chế kích động trong lòng, cúi đầu nhìn kỹ trái tim này của mình. Đói khát ngọ nguậy ở tay trái đã biến thành trong suốt rồi. Bằng mắt thường và tiếp xúc khoảng cách gần, người ngoài không thể nhận ra nam tước Grammer vẫn đeo găng tay. Đây đúng là một vật thần kỳ mà. Nếu không có nó thì chỉ với danh sách 6 thôi, chắc chắn là ta không thể trở thành một trong những tướng quân hải tặc được. Từng ý nghĩ hiện lên, Zillingus bỗng xuất hiện một chút cảm xúc đáng tiếc. Sống kiếp hải tặc nhiều năm như vậy rồi, gã hiểu biết và tiếp xúc với không ít người phi phạm, trong đó gồm cả những người thành viên của hội cực quang thích mạo hiểm xuống đáy biển Sunia. Cho nên, gã biết đói khát ngọ nguậy có nhiều thiếu sót so với người chăn cừu thật sự. Đầu tiên là hoán đổi giữa các trạng thái quá chậm, cần ít nhất thời gian 1 giây, còn người chăn cừu thật sự thì có thể biến đổi trong nháy mắt. Tiếp theo là linh hồn bị sai khiến chỉ có thể sử dụng 1 đến 3 loại năng lực khi còn sống. Về phần có bao nhiêu, là những loại nào, hoàn toàn dựa may mắn cả, cũng cố định từ lần chăn thả đầu tiên. Còn người chăn cừu thật sự thì có thể chọn lựa rồi quyết định 3 loại, không giống như ném xúc sắc trên chiếu bạc thế này. Cuối cùng, đói khát ngọ nguậy chỉ có thể đồng thời chăn thả 5 linh hồn, mà người chăn cừu thực sự có thể chăn thả nhiều nhất là 7. Đương nhiên, cả hai cũng có hạn chế tương tự, đó là mỗi lần chỉ có thể sai khiến 1 linh hồn thôi, cũng chỉ có thể dùng năng lực phi phàm của linh hồn này và năng lực phi phạm của mình. Còn nếu muốn dùng linh hồn mới thay thế linh hồn ban đầu nào đó, thì quá trình đó không thể nghịch chuyển, cũng không có cơ hội đổi ý. Qua 7-8 năm điều chỉnh, cuối cùng Zillingus cũng cố định được 5 linh hồn. Năng lực của chúng bổ trợ cho nhau, khiến chủ nhân có vẻ khá đáng sợ. Chính vì mấy năm không ngừng điều chỉnh, không ngừng thử nghiệm, khiến đám hải tặc đồn đại rằng Trung tướng Jolok Tillinghus không gì là không làm được, cái gì cũng biết. Trong vũ khúc sôi động, Zylengus diễn thử một lần hành động kế tiếp trong đầu. Cuối cùng hơi tiếc nuối cảm thán một câu trong lòng: đáng tiếc, mấy hôm nay không tìm thấy nhà lữ hành kia. Nếu không đêm này mình không cần phải lo lắng điều gì nữa rồi. Nếu có thể bắt được người phụ nữ, rất có khả năng là nhà nữ hành đó. Zillingus nhất định sẽ không chút do dự đút 105 linh hồn chăn thả ban đầu cho đói khát ngọ ngoại. Với gã mà nói, năng lực của đường tắt danh sách này cực kỳ có ích đấy. Zillingus liếc mắt nhìn chiếc đèn chùm thủy tinh to lớn trên nóc nhà, quyết định không chờ thêm gì nữa. Trước mắt, linh hồn gã dùng chỉ có một loại năng lực, đó là năng lực thay đổi khuôn mặt và dáng người ban đầu, nhưng không có khả năng đối kháng với cả người phi phàm khác. Vì loại năng lực siêu phàm này rất có ích trong nhiều chuyện, nên Zinungers vẫn tiếc chưa từng thay đổi. Mặt tốt là bất kể đang điều khiển linh hồn nào, Zinungers đều có thể đồng thời sử dụng năng lực phi phàm phong quyền giả của mình. Cuối cùng gã vờ như nhìn theo bóng dáng nổi bật của một vị phu nhân quý tộc nào đó, tầm mắt quét mắt qua công tước Negan, lia tới những nam sĩ vây quanh bên cạnh ông ta. Công tước Negan là tín đồ thành kính của chúa tể Bão Tháp, là nhân vật mấu chốt ảnh hưởng đến thế lực của vương quốc giáo hội Bão Tháp. Bên cạnh ông ta chắc chắn có người phi phàm của giáo hội Bão Tháp bảo vệ rồi. Hơn nữa, dù gia tộc Negan không phải gia tộc cổ xưa trên ngàn năm, nhưng bất kể tài phú hay quyền thế đều xếp hạng đầu trong vương quốc Rue này. Nhất định cũng âm thầm tìm danh sách công thức ma sở chiêu mộ người phi phàm. Zinungers nảy ra các suy nghĩ, loại bỏ quý tộc và quan viên, khóa chặt một người đàn ông luôn một mực đi bên cạnh công tước Negan. Người đàn ông này mặc áo đuôi tôm màu đen, tóc nâu mắt xanh, khuôn mặt gần như không có biểu cảm gì vậy, luôn cảm giác đề phòng xung quanh. Zinungers khẽ gật đầu, tay phải nhẹ nhàng nhấn một cái về trước. Vù! Đột nhiên xuất hiện gió lớn quét ngang phía trên sàn nhảy, thổi tắt từng ngọn nến trên đèn chùm thủy tinh đi. Ngay thời khắc sáng tối đan xen, khoảnh khắc ánh mắt những người ở đây đều bị thu hút. Vài lưỡi đao gió rất mỏng, nhờ sự che giấu của cơn gió lớn chém xuống cùng một vị trí trên sợi dây xích kim loại treo trên chiếc đèn chùm thủy tinh. Kẹt! Tiếng vỡ vụn khiến người ta ghê đầu. Đèn chùm thủy tinh rơi thẳng xuống sàn nhảy, đập loảng xoảng trên sàn, khiến cho tiếng thét vang lên liên tiếp. Không ít tân khách bị mảnh vỡ văng vào bị thương, la hét cực kỳ thảm thiết. Thừa dịp đại sảnh tối tăm này khắp nơi hỗn loạn, bao tay trên tay trái của Zinungers nhúc nhích thay đổi, ngưng tụ tầng ngoài màu vàng. Sắc mặt của gã đầy vẻ uy nghiêm, ánh mắt nhìn xuyên bóng đêm, tập trung vào người đàn ông bên cạnh công tước Negan này. Bỗng nhiên, hai tròng mắt của Zinungers sáng lên hai tia sáng như điện vậy. Người phi phàm phụ trách bảo vệ công tước Negan kia lập tức hét thảm một tiếng, ôm đầu gục xuống sàn, lăn lộn không ngừng, giãy giụa liên tục. Sau một lát, thân người của Zinungers xuyên qua bóng tối, nhanh chóng lao tới công tước Negan. Nhưng mục tiêu phản chiếu trong đôi mắt u ảm sâu thẳm của gã lại không chút bối rối, tràn đầy tự tin. Thân thể cao lớn mập mạp của công tước Negan này sừng sững tại chỗ, dùng tư thái trên cao nhìn xuống thích khách tập kích mình. Ông ta nâng tay phải lên, đưa về phía trước, dùng tiếng hơi mét cổ trầm thấp nói: "Cầm tù." Trong im hơi lặng tiếng, Zinungers dừng phát lại, dường như quanh gã đã xuất hiện đầy vách tường trong suốt vậy, hoặc là chất lỏng chảy xuôi cực kỳ đặc dính. Điều này khiến gã như sâu bọ trong hổ phách vậy, như tù nhân trong nhà giam vậy. Không thể ngờ rằng thủ lĩnh quý tộc đảng bảo thủ, vị công tước cha truyền con nối Palace Negan này, lại là một người phi phàm. Một người phi phàm khá mạnh. Công tước Negan tiếp tục cất tiếng trầm thấp, chuyển động tay phải, phạt roi. Bốp bốp. Dường như Zinungers bị roi mềm vô hình quất trúng, quất tới quần áo rách tả tơi, da thịt chóc bong, xương trắng lộ ra. Ngay sau đó, công tước Negan nghiêng người về phía trước, nắm chặt hai tay uy nghiêm phán xử. Tử vong. Bốp. Cánh tay của ông ta cử đầu, cả người biến thành tàn ảnh, va chạm với cơ thể của Zillingus. Nắm đấm mang theo khí thế không thể chống cự được, không thể né tránh, nhắm chuẩn xác đầu gã. Răng rắc, đầu của Zillingus nát bấy, nhưng toàn bộ xung quanh cũng vỡ vụn theo. Công tước Negan vẫn đứng tại chỗ, thì ra chỉ là một giấc mơ. Không biết từ lúc nào, vị tướng quân hải tặc này đã hoán đổi năng lực, tiến vào trạng thái ác mộng rồi. Khác với trạng thái ác mộng bình thường, sau khi đưa người vào cảnh mơ, bản thân gã vẫn có thể di chuyển. Thân người của Dillinger lặng lẽ xuất hiện sau công tước Negan, đôi mắt u ám lạnh lẽo khóa chặt ông ta lại. Nắm đấm phải của gã mang theo cuồng phong xoay tròn với tốc độ cao, như lưỡi đao đâm tới sau lưng mục tiêu vậy. Vù! Trong tiếng gió sao động, nắm đấm tay phải của Dillinger xuyên qua người công tước Negan, xuyên qua trái tim ông ta. Nhưng thân thể công tước Negan này lại nhanh chóng biến thành trong suốt, giống như linh thể được triệu hồi vậy. Cái bóng gần như vô hình này lại dập dần tan ra. Công tước Negan xuất hiện ở một lầu đầu hành lang khác, trước cửa chính, trên mặt là nụ cười dò xét. Lại một người phi phàm, bọn họ đã chuẩn bị kỹ từ trước. Đã mai phục ta sao? Là sao có thể được chứ hả? Ý nghĩ này hiện lên trong đầu của Zylengus. Dù không muốn chấp nhận hiện thực này, nhưng vẫn tỉnh táo đưa ra cách ứng đối. Bao tay trên bàn tay trái của gã nhúc nhích hiện ra vô số vảy màu vàng. Theo đó, con người của gã cũng mở đi, trợn lên. Ngay sau đó, một gợn sóng vô hình quét tới bốn phía xung quanh. Từng vị quý ông quý bà đồng thời rơi vào trạng thái sợ hãi không khống chế được. Họ rời khỏi chỗ nấp, chạy khắp nơi, không nhúc nhích. Từng cảnh trở nên cực kỳ hỗn loạn. Điều này khiến những người phi phàm kia không dám tùy tiện ra tay, sợ làm người thân và bạn bè bị thương. Bắt lấy cơ hội này, xung quanh Zylengus nổi lên gió lốc. Gã vội vã chạy trốn, phá vỡ một cửa phòng nghỉ và một ô cửa sổ lồi. Trong tiếng loảng xoảng, gã lao ra khỏi phòng, mượn gió giúp bay lượn một quãng dài, thoát khỏi biệt thự của công tước Negan này. Hai chân vừa chạm đất, Zinungers lập tức chạy về phía rừng cây đối diện. Đó là một công viên thành phố, nơi gã đã thăm dò địa hình xung quanh từ sớm rồi. Chỉ cần thoát khỏi truy đuổi phía sau thôi, gã có thể thay đổi vẻ ngoài, hòa vào hơn 500 vạn người ở Bách Lan này. Đây cũng là cơ sở để các có thể can đảm nhận nhiệm vụ này với độ khó cao. Qua một hồi, có một cơn gió lớn thổi về phía biệt thự của công tước Negan. Hồng y giáo chủ giáo hội báo táp, tổng giám mục giáo sứ Bách Lan, người ca hát của thần Acenex mang theo mấy vị kẻ trừng phạt bay thẳng tới. Ông ta không kịp thông báo cho những người vi phạm khác biết. Arkis là một trong những nhân viên cùng đi theo tổng giám mục Ace. Nhưng tâm tình của anh ta rất không tốt, vì anh ta thấy cửa sổ vỡ vụn, thấy đồng nghiệp vừa đuổi theo ra khỏi phòng ngoài. Điều này cho thấy trung tướng Jolok Tillinghus đã chạy thoát rồi. Ok, và kết thúc video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Goodbye.